Chào các bạn, giải thưởng Hải Bôi năm 2022 chưa kịp lắng xuống thì các hào thủ hàng đầu thiên hạ lại tiếp tục khăn gói để lên đường tranh tài ở Ôn Lĩnh Bôi. Đây là giải đấu rất chất lượng với 16 vị thuộc top đầu của kỳ đàn Trung Hoa. Xin được gửi đến các bạn lần gặp giữa Bạch Miêu Tôn Dũng Trinh và ngoại tinh nhân Vương Thứ Nhất vừa mới diễn ra chiều ngày 25 tháng 9 năm 2022. Nói riêng về Vương, vừa mới ấm tròn hơn 1 tỷ đồng ở thưởng Hải Bôi. Sát thủ sân tiền thưởng hàng đầu này lại tiếp tục vác kiếm tới chiết giang đổ sát khi mà giải thưởng cho ngai vàng cũng vô cùng hấp dẫn, 150.000 tệ, tức là hơn nửa tỷ tiền Việt Nam. Đặc biệt khi giải lại vắng đi Trịnh Duy Đồng, cho nên sẽ là dịp tốt để Vương có thể gia tăng cách biệt của mình với đối thủ truyền kiếp tính về hệ số Elo. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, ở vòng thứ 3, Vương gặp phải thần kiếm Triệu Hâm Hâm, diễn ra một trận trời long đất lở, mấy trăm hiệp mà thắng bại bớt phân. Kể cả cờ chấp sinh tử cũng vậy, bởi vậy, xét theo luật, Vương tiên thủ đành phải chịu cảnh thất bại. Còn ở vòng này, Vương đụng trận với một kỳ Vương khác, chính là Bạch Miêu Tôn Dũng Trinh. Hãy cùng chứng kiến màn so tài giữa nhị vị. Trước tiên là ván cờ chậm, Vương cầm đỏ, trung pháo ngay, Tôn nhảy mã lên, Vương phi ngựa, Tôn bình xe, Vương xuất xe, Tôn nhảy mã còn lại, bình phong tròn trịa, rồi Vương đã chủ động lựa chọn bố cục trước, là binh ba tiến, Tôn cũng vậy. Mở chốt ba ngay, rồi lựa chọn của Vương vẫn như lệ thường, quăng ngựa ra biên ải. Tôn tiến chốt để kiềm chế trước, Vương lấy pháo bình bày, mã lại quăng lên, rồi lại tiếp tục tiến gấp một hoành xe còn lại. Một cách thức dàn trận rất quen thuộc, Tôn Dũng Trinh binh biên tiến một để mời đổi. Vương chấp nhận xe này tiến thẳng để diệt chốt ngay. Tới đây còn trực tiếp đe dọa vào chốt ba, và Vương đã tiến xe cửa hà để trấn giữ trước. Tôn tượng 7 tiến 5, rồi Vương tiếp tục lấy xe điều quá cung, Tôn lấy xe gá vào đường sườn. Để làm gì? Nước cửa này ngăn cản, đỏ có thể tiến xe lên 3 nước để kích đổi. Xe đứng cửa này, nếu như không chấp nhận, sẽ chẳng mấy chốc mà rơi vào tình cảnh khó đi. Còn nếu như chấp nhận việc đổi này, mã của đỏ rất thuận lợi để phát triển và sẽ hình thành ra một cục diện dễ chơi hơn. Bởi vậy, lựa chọn trong tình cảnh này, Tôn đã chuẩn bị từ trước, lấy xe để tiến 1. Vương sĩ 6 tiến 5 ngay, rồi Tôn cũng vậy, bổ sĩ làm chắc về hàng thủ. Vương lấy xe bình sang sát biên, Tôn lựa chọn dâng pháo thẳng hai nước. Vương đã đào pháo tích cực để rời hình ngay. Với việc này, Vương đang còn nhằm mưu đồ gì? Tiếp tục thì Tôn lấy pháo để tạt biên, Vương tiến pháo 1 truy đuổi. Nếu như lúc này xe tiến thẳng hai nước tháo chạy, ắt sẽ lập hiểm địa, bởi đỏ vẫn còn nước hiểm này. Và quân xe chẳng mấy chốc mà rơi vào cảnh đường cùng, chẳng lối thoát. Bởi vậy, lựa chọn trong tình cảnh này, Tôn đành phải lấy xe tháo về ba nước. Rồi Vương tiến hành đã gác tường. Nước cửa này để thuận lợi có thể phát triển mã phía sau. Còn nếu như thay đổi thứ tự, tức là nhảy mã trước, chắc chắn pháo 8 bình 7. Lúc đó thì xe 2 của Vương chắc chắn là toi mạng. Còn tới đây, Tôn lấy pháo để khép vào. Âm mưu vừa rồi đã chẳng còn, cho nên tích cực để di chuyển, nước cửa này cũng hiệu quả. Để có thể ngăn cản, mã của Vương có thể tìm đường mở xuất kích. Lựa chọn trong tình cảnh này là phải chấp nhận phương án thông đổi, mã quay đầu về, rồi lại tiếp tục lấy pháo để tạt đường 2. Tôn dùng mã 8 để tiến 7, Vương lấy pháo để nổ thẳng vào chốt 3. Sau khi Tôn tiếp tục dùng pháo này quật thẳng vào mã, tiêu đổi. Tới đây, lựa chọn của Vương lấy xe quay về, thoái thủ ngay, không hề hấn chút nào cả. Rồi lấy xe để tiến 1, cách thức đánh trả của Tôn là vậy. Ưu thế vào một chốt 7 là một điểm duy nhất mà Vương có thể khai thác. Tới đây đã chấp nhận phương án thông đổi, xe này đã tiêu diệt. Rồi Vương lấy xe tiến thẳng 3 nước, tạo ra một tình cảnh giam hãm mà có lẽ rằng không thể nào tránh trước việc đối phương sẽ nhảy mã để kích đổi. Lựa chọn trước của Tôn lúc này dùng binh mở dốc lên trước, Vương cũng tiến chốt 7. Tôn cũng vậy, mở chốt để mời đổi. Binh này tiến, lấy xe này tiêu diệt, chọc thẳng vào mã ngay. Và sau một hồi làm đi làm lại một vài lần, nước cờ để thay đổi, tức là mã nhảy lên, lấy xe bình vào, mã quay về. Tôn Dũng Trinh đã lựa chọn nhảy mã để kích đấu ngay. Tới lúc này thì không hề còn cách khác, Vương đành phải chấp nhận phương án thông đổi, tránh trước một nước ngoại tào rất nguy hiểm của đối phương. Mã của Tôn chỉ cần quay về rất nhẹ nhàng và chỉ tiếp tục sau một vài nước nữa, hình thành ra một tàn cục mà nhị vị không còn bất kỳ một đường hướng tiến công nào. Bởi vậy đành phải bắt tay hòa cuộc, chuẩn bị cho ván cờ nhanh tiếp theo. Lần này đổi lại, Tôn Dũng Trinh là người cầm đỏ, anh đưa pháo tiến công ngay. Giờ Vương nhảy mã lên, Tôn cũng phi ngựa, Vương bình xe, Tôn xuất xe. Sau khi Vương lựa chọn nhảy mã bình phong tròn trịa thì Tôn đã trả đòn y như cuộc trước,
là dùng chốt ban để tiến lên ngay. Dùng chính bố trận mà nhị vị vừa mới tiếp diễn, nhưng vai trò giữa tiên và hậu đã được trao đổi. Vậy thì với đòn này, Bạch Miêu còn thủ sẵn những điều gì? Lựa chọn tiếp tục của ngoại tinh nhân cũng rất tự tin. Bình ba tiến một, Tôn đã quăng ngửa ra cánh biên y hệt như cuộc trước. Vương là người thay đổi, lấy xe để tiến một khởi hoạch ngay. Và cách thức để tiến công của Tôn là pháo trái của Hà. Chỉ cần một nước cờ nữa, pháo 8 bình 7, 1 là đe tường, 2 mở đường chủ lực còn lại có thể suốt trận và gây áp lực đều lên cả hai cánh trái và phải của Vương. Chắc chắn là Vương sẽ rất bất lợi, bởi vậy cũng chỉ còn đúng một cách dài như thường thấy trước đây. Nhảy mã 3 tiến 2 trước, rồi Tôn lấy xe còn lại mà khởi hoành. Vương đưa xe để chiếm con đường sườn quan trọng trước, vừa có thể thủ sẵn, tiến thẳng hai nước, bắt từ pháo 8 ngay. Bởi vậy ép buộc rằng Tôn sẽ phải lấy pháo di chuyển thuận lợi mà đạp sang chốt 3. Còn nếu như để xe này tiến 2, pháo 5 bình 8, quả là một sự thất thiệt tính về lâu dài. Còn tới đây, Vương đã gác tường và Tôn đã lấy xe để tiến kỳ Hà. Vương cũng tấn xe đối ứng ngang ngửa, vừa trực tiếp có thể đe dọa vào chốt 3, nhưng việc này không hề ảnh hưởng chút nào cả. Tôn lại thản nhiên để tràn chốt, có thêm một quân đầy uy lực để trợ công ngay. Và tới đây, thay vì tiếp tục dùng sĩ 6 tiến 5 đưa về một kiểu bố cục chuẩn, Vương đã thay đổi tất cả, lấy tường để tiêu diệt vào chốt, và chúng ta hãy cùng chờ đợi. Tức là với việc này, Vương đã chấp nhận phế tường để có thể dẫn dụ nhị vị ra khỏi những khuôn thước cơ bản. Quyết so đỏ hơn thua một trận ở trung tàn, lấy xe để tiêu diệt ra tường, tượng này di chuyển, đuổi bắt ngay. Xe ép buộc rằng phải quay về hai nước, rồi tiếp tục lại bổ xi ngay, gãy đi một tường, nhưng quân lực của đen vẫn chiếm những vị trí rất tốt. Đáng kể nhất chính là xe trục bố này, âm mưu thứ nhất lấy tướng để xuất cung, xe đen lấy sĩ và làm cho quân xe biên này của Tôn không tài nào di chuyển. Và thứ hai, dùng binh ban để tiến một công thẳng vào tường 7 cũng là một cách tiến công rất hiệu quả, nhưng được cờ rất phiêu lưu và đầy tình hiếu chiến của ngoại tinh nhân. Nhưng trong thực chiến, tính toán này không tới một cách dễ dàng. Tôn Dũng Trinh đã cảnh giác hơn mà lại điều xe sang trước để cho Vương dùng tường để quay về, rồi lại tiếp tục tiến xe ba nước để kích đổi. Và cũng hệt như trận đấu đầu tiên, tức là Vương không thể nào ra tay để chấp nhận đổi. Mã của Tôn chỉ cần quăng lên, chiếm một thế ưu rất dễ để đi quân. Bởi vậy, lựa chọn trong tình cảnh này, Vương đành phải lấy xe để di chuyển. Tôn lúc này sĩ 4 tiến 5 và chờ đợi. Vương cũng vậy, gác sĩ lên. Tôn mở chốt, rồi Vương lấy pháo để tạt biên kích đổi. Tôn chỉ cần chấp nhận mã này quay về, rồi tiếp tục lấy pháo để rời hình ngay. Nước cờ này rất quan trọng. Để làm gì? Làm cho con xe còn lại của Vương đang rơi vào cảnh bế tắc hoàn toàn. Và tới đây, lựa chọn trước để giải quyết của Vương lấy xe để tạt đường hai trước, rồi Tôn nhảy mã lên. Trước sau gì, đòn này cũng thực hiện. Và nước lấy pháo để quay về, đuổi bắt xe. Đó cũng là lý do mà Vương đã phải đưa xe mình vào vị trí an toàn nhất. Còn sau khi nguy cơ này đã được giải trừ từ trước, lựa chọn của Vương để tiếp tục lấy pháo để kê vào đường sườn, để có thể thuận lợi nhảy mã này ra biên ải. Quả thật vậy, tiếp tục thì Tôn dùng pháo để quay về, truy đuổi. Xe thoái một, rồi lại thấn một để bắt tiếp. Xe lại thoái và dùng pháo còn lại để gây sức ép ngay. Mục đích cuối cùng cũng để ép buộc rằng Vương phải đưa xe lánh vào vị trí này. Cũng vì vậy mà đường thông quân gặp khó khăn hơn cả. Đây cũng là những lựa chọn rất chuẩn xác của Tôn Dũng Trinh để ngăn cản xe đứng ở vị trí này của Vương có thể thuận lợi hỗ trợ để dùng mã này bay qua Hà, đạp thẳng vào chốt để kích đổi nhằm đưa về vị trí dễ chơi. Còn tới đây, Tôn lấy xe bình 5 truy đuổi vào chốt, nhưng bị đánh rất hiểm, ép buộc rằng Vương phải chống đỡ chẳng ngơi nghỉ, rồi lại một nước phi mã ngọa tào. Nước thối mã vừa có thể giữ lấy trung binh, vừa có thể kịp lúc lệnh cho xe này quay về cố thủ, cũng là một lựa chọn rất ổn thỏa của Vương thứ nhất. Còn nếu không, mã của Tôn chỉ cần ngọa tào và Vương đầy rẫy những nguy hiểm. Còn tới đây, Tôn lại tiếp tục đảo xe trục 2 để bắt mã. Mã tất nhiên là phải ném ra tít biên ải, rồi lại tiếp tục dâng xe thẳng hai nước, lại là một tuyệt chiêu khác của Bạch Miêu. Chính việc này làm cho âm mưu phòng thủ của Vương dùng binh 5 tiến 1 vừa có thể khai thông xe, cũng như tìm cách thức để đe dọa vào quân mã sườn này của đối phương. Vương không thể nào tự nhiên mà thi triển, lựa chọn dùng mã 3 tiến 4 ngay. Tôn lại tiếp tục dùng binh 5 mà tiến 1, không thể nào xem thường việc này. Tiếp tục chỉ cần một nước cờ nữa tràn chốt qua, Vương sẽ phải toi mạng. Bởi vậy cũng chỉ còn lựa chọn dùng chốt 3 tiến 1 thì trước, vừa có thể mở đường, mã 4 có thể giữ lấy xe. Tôn lại tiếp tục lấy chốt mà tiêu diệt.
xe tiến thẳng hai nước truy đuổi, rồi lại dùng pháo để tiến một. Vương đã có thể điều xe sang, lục quân lúc này đã trở nên thông suốt, nhưng cái giá phải trả cũng là một nguy cơ đã được đề cập ngay từ trước. Mã của Tôn vẫn có thể phi ngoài tàu, bởi vậy đã chỉ còn lựa chọn lấy pháo để khép vào, và Tôn lại tiếp tục thượng binh qua Hà truy đuổi. Xe bình sang mời đổi pháo, Tôn giải quyết nhanh gọn là chấp nhận đổi. Xe này quay về, rồi lại tiếp tục lấy xe này tiêu diệt vào giữa trung binh. Lựa chọn của Vương lấy xe để khử chốt. Binh năm của Tôn đã tràn qua Hà mà vây bắt ngay. Xe đành phải tháo chạy thoát điên bát đảo. Rồi nhân tiện, Tôn lấy xe này khử thẳng ra chốt. Vương cũng trả đòn, nhằm vào pháo trục ba của đối phương. Với việc này đang còn trực tiếp đe dọa vào quân tưởng ba phía sau. Và Tôn đơn giản lấy xe để chấp nhận đổi. Xe này tiến một, rồi lập tức đã gác tường. Bàn cờ tới đây chính thức đã chuyển tàn vào một tình cảnh đang ngày càng bất lợi của Vương thứ nhất. Có thể là một giải đấu rất khó khăn của anh. Không những là xe và cả đôi mã đang dễ dàng để vận dụng hơn rất nhiều so với xe và đôi pháo của Vương trong hoàn cảnh này, mà về phía của Tôn còn dư tới hai chốt. Vương biết lành ít dữ nhiều, lúc này lại tiếp tục dùng xe để quay về, trong mã còn nước thì còn tát vậy. Tôn đã ra tay vào pháo ngay, pháo này phải tiêu đổi. Rồi lại chốt năm bình 4, có lẽ để tránh trước việc đối phương sẽ tiến xe mà truy đuổi. Với việc này, Vương lấy xe đà đường 8, đe dọa ra một âm mưu khá đơn giản. Lấy xe tiến chiếu rồi bắt thẳng vào sĩ, giải quyết nhẹ nhàng, sĩ này đã quay về trước. Vương tiến xe 1 truy đuổi, binh này tiến đuổi lại pháo ngay. Pháo quay về hai trường, tích cực để tổ chức phòng thủ. Mã của Tôn được lệnh để ra trận. Lúc này nếu như xe quay về không còn lo ngại tới đòn đánh tử nữa, mã sẽ có thể huy động vào một trong hai lộ để giữ can ngay. Cho nên tới đây, Vương dùng chốt để tiến một mời đổi. Tôn đã chấp nhận, xe này tiêu diệt, rồi lại sĩ 6 tiến 5. Vương lấy xe bình vào trung lộ, ngăn cản đường phát triển của mã. Mã lại quăng lên, lấy xe đảo sang, mã quay về. Xe lại vào trung lộ, Tôn tìm một lựa chọn khác. Đây là ván cờ nhanh, bởi vậy không thể nào chậm chế được. Thời gian đang ngày càng trở nên gấp rút, còn lúc này lựa chọn của Vương pháo 6 bình 7. Tôn nhảy mã đi vào trung tâm. Vương sĩ 6 tiến 5 và Tôn thuận lợi đưa chốt mà tiếp cận. Vương bình xe truy đuổi, chốt tả sang không hề hấn chút nào cả. Rồi đảo sĩ là dùng ý thử trước của ngoại tinh nhân, nhưng việc này lại thuận lợi cho đối phương tiếp cận chốt mà truy đuổi pháo. Pháo lại kê vào, lại dùng xe để tiến thẳng hai nước. Bảo kê một hàng ngang rất quan trọng để thuận lợi có thể phát triển mã khi cần. Và cách thức để ngăn cản của Vương lấy xe chiếm trung truy đuổi, mã quay về rồi đưa về vị trí cũ. Những nước cờ phòng thủ đang ngày càng trở nên bị động của Vương cũng là lẽ dễ hiểu. Lựa chọn tiếp tục, Tôn nhảy mã lên. Vương đã gác tường mà ngăn cản. Chốt thứ hai của Tôn lại tiếp cận qua Hà. Có vẻ bại cuộc của Vương là điều không thể nào tránh khỏi. Tượng này đã quăng ra cánh biên. Tiếp tục thì Tôn lấy xe để tiến thẳng, pháo này chắc chắn là bít cửa. Tới đây sau khi Vương lấy tướng để xuất cung, Tôn chản chốt thứ hai qua. Vương lấy pháo để kê vào, chuẩn bị lúc này có thể rời sĩ truy đuổi lấy xe hay chăng. Xe này của Tôn đã di chuyển từ trước, pháo lại bành sang, mã nhảy tìm cách mà tiếp cận. Tướng lại vào, rồi phi tiếp một nước mã. Và tới lúc này thì Vương lại lấy tướng để xuất cung, mã của Tôn chỉ cần nhảy một nước, tướng lại vào. Rồi bình xe chiếm trung, một nước cờ hiểm, để trực tiếp có thể đe dọa lấy xe này khử thẳng vào sĩ ngay, không thể nào phớt lờ, mà cũng chẳng thể nào dùng tựa quay về, xe này sẽ tiêu diệt gọn, vẫn là bại cuộc. Bởi vậy, lựa chọn của Vương dùng xe quay về để giữ căn trước, và chỉ cần chờ vậy, Tôn lấy chốt để lóc vào. Đây là một đòn đánh rất hiểm, nếu như Vương lấy xe diệt chốt, mã chém sĩ, chiều tướng và mất xe ngay. Bởi vậy trong hoàn cảnh này cũng chỉ còn đúng một cách lấy pháo để tháo chạy, còn nước thì còn tát vậy. Nhưng Tôn đã ra tay rất độc, không thể nào tiếp tục để cầm cự, ngoại tinh nhân đành phải quy hàng, lấy mã này tiêu diệt vào sĩ, cảm tử. Xe này đành phải ra tay, lấy chốt đục thẳng vào giữa kinh thành, tướng suốt đường còn lại. Và chỉ cần đơn giản, xe 5 bình 4 để kết liễu ngay, đánh kiểu gì Vương cũng không thể nào đỡ nổi sát cục, là xe 4 này tiến thẳng ba nước. Có thể nói là một trận đánh thăng hoa rất tuyệt đỉnh của Bạch Miêu Tôn Dũng Trinh. Còn video này đến đây là kết thúc. Cửa thần hôm nay sẽ tiếp tục với những phần tiếp theo. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.